Sáng ngày 15 tháng 7 năm 2023, sự kiện ra mắt văn phòng dự án Vietjet 4, trải nghiệm lái thử và sửa chữa lưu động tại số 9 Lê Đồng, phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã thành công tốt đẹp. Buổi ra mắt đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của khách hàng tại Việt Trì cũng như các khu vực lân cận. Ngay từ sáng sớm, đông đảo khách hàng đã đến đăng ký tham dự chương trình. Tất cả đều vui mừng vì sự xuất hiện của một showroom ô tô Ford chính hãng tại thành phố Việt Trì, điều mà các khách hàng của Ford mong chờ bấy lâu nay. Một văn phòng dự án Việt Trì Ford đúng nghĩa để đến tham quan, trải nghiệm và mua xe bất cứ khi nào họ muốn mà không phải đi xa. Thấu hiểu khách hàng, Hà Thành Group đã ra mắt văn phòng dự án Việt Trì Ford nhằm mang đến cho những vị khách nơi đây nhiều trải nghiệm mới và tận hưởng những giá trị tiện ích nhất. Cái sự phân tích thị trường cũng như là cái sự phát triển của Phú Thọ và nhất là Việt Trì trong thời gian qua, trong 2-3 năm ở đây, phát triển rất là nhanh mạnh. Đây là cơ hội cho Việt Trì Ford phát triển về kinh tế cũng như là gì, chúng ta có cơ hội để đưa tới những khách hàng ở Việt Trì những sản phẩm của xe Ford kèm theo các dịch vụ hậu mãi mang tầm cỡ quốc tế theo đúng cái tiêu chuẩn hàng. Ngay trong ngày ra mắt văn phòng dự án Việt Trì Ford, hợp đồng đầu tiên mua xe Ford Territory đã được ký kết. Chị Vũ Thị Lan Oanh, khách hàng mua xe đầu tiên đã được mời lên sân khấu cùng với các đại diện của dự án Việt Trì Ford để cắt băng ra mắt văn phòng dự án Việt Trì Ford. Đặc biệt hơn nữa, một sự may mắn, một cơ duyên của chúng tôi thì chính chị Oanh cũng là chủ nhân may mắn của giải nhất, một chỉ vàng 4 số 9 trong chương trình bốc thăm trúng thưởng. Tôi thấy chiếc xe này rất phù hợp với gia đình nhà tôi. Và đặc biệt hơn nữa, bây giờ chiếc xe này đã có mặt ở thành phố Việt Trì, nơi tôi sinh ra. Tôi muốn xe mà có bảo dưỡng, bảo trì, hỏng hóc gì thì tôi không phải đi đâu xa. Trong ngày ra mắt văn phòng dự án Việt Trì Ford, các khách hàng đã được tham gia trải nghiệm thực tế trên những chiếc xe Ford đời mới. Bên cạnh đó là các trò chơi thú vị với những phần quà hấp dẫn, cung cấp cho các khách hàng nhiều kiến thức bổ ích về xe ô tô. Hồi hộp, hào hứng, mong chờ là cảm xúc của rất nhiều vị khách khi tham gia trải nghiệm hoạt động lái thử của chúng tôi. Cái chiều rộng của xe này rất là rộng này, rất là thoáng này. Chân cô là rất là dài nhưng mà lại cô thấy nó rất là thoải mái. Ngồi lần đầu tiên cô được ngồi cái xe này, cảm giác là cái tay vịn có tay phụ này, độ mà lưng vừa phải này. Đấy, ngồi dễ không cho mình là không bị cảm giác bị đau lưng, rất là tốt, rất là nhiệt tình. Kể cả tư vấn viên như ngồi trên xe như là các cháu lúc nãy là cô cũng chú cũng đã đi thử xe Ford rồi mà nhân viên rất là nhiệt tình, rất là nhiệt tình mà chu đáo đấy. Nhưng mà hôm nay là cái không khí để rất là nhiều khách hàng để đi đến để còn trải nghiệm lái xe. Festival mong rằng bằng tất cả sự nỗ lực và chuyên nghiệp của mình sẽ mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời nhất khi đến với văn phòng dự án Vietjet 4.